Phan Tuấn Tài báo tin vui cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Trong buổi tập cuối cùng trước trận quyết đấu với đối thủ Ả Rập Xê Út, đội tuyển Olympic Việt Nam đã nhận tin vui khi hậu vệ Phan Tuấn Tài đã tập trở lại. Sau buổi tập dưới mưa đêm ngày 22 tháng 9, đến hôm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho đội tuyển Olympic Việt Nam tập trưa ngày 23 tháng 9 để không trùng với thời điểm lễ khai mạc ASEAN 19 vào chiều tối. Tin vui là hậu vệ Phan Tuấn Tài đã có thể tập cùng các đồng đội. Có vẻ như cái gót chân phải của anh đã giảm đau nhiều. Điều này có thể mở ra khả năng vào ngày 24 tháng 9, Phan Tuấn Tài thi đấu trong trận cuối cùng của đội Olympic ở bảng B. Gặp đội tuyển Olympic Ả Rập Xê Út. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ra mục tiêu ít nhất có điểm để tranh một trong bốn xuất hạng ba có thành tích tốt. Trước khi đến với ASEAN 19, Phan Tuấn Tài, sinh năm 2001, được kỳ vọng sẽ là trụ cột của đội tuyển Olympic Việt Nam, nhờ sự đa năng đá được hai vị trí trung vệ lệch trái và hậu vệ trái, cũng như khả năng hỗ trợ tấn công thông minh. Hậu vệ trẻ của câu lạc bộ Viettel đã đá chính ở SEA Games 32 và góp công lớn vào thành tích đoạt huy chương đồng. Anh được xem là một phần quan trọng trong chiến lược của huấn luyện viên Philippe Troussi, thường xuyên được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Tuấn Tài thực sự là tin tốt cho đội tuyển Olympic Việt Nam trong bối cảnh Nhâm Mạnh Dũng chưa hết ốm và trung vệ Đức Anh bị treo giò. Trước đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho Nam Hải, sinh năm 2004, đã thế chỗ Đức Anh ở nửa sau hiệp hai trận gặp Iran để chuẩn bị cho trận đấu sẽ diễn ra lúc 18:30 ngày 24 tháng 9. Có thể thấy Phan Tuấn Tài và các đồng đội đang rất khát khao và quyết tâm làm được một điều gì đó ở cuộc đối đầu với đối thủ mạnh như Ả Rập Xê Út. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trước đó cũng đã thông tư tưởng cho cả đội, gạt bỏ áp lực kết quả để thoải mái thể hiện hết khả năng của mình. Học cách tận hưởng trận đấu một cách tích cực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.